Tôi đã đến cửa hàng này rồi, bán giá cao lắm không như anh nói. Ok, tôi nghe vậy là tôi biết chắc chắn là bạn chưa tới cửa hàng tôi rồi nha. Giờ tôi sẽ báo giá lại dòng xe, các dòng xe mà đang giảm giá, để ngày mai là ngày 9 âm lịch để mọi người mua. Nếu ngày mai mọi người đến mà mua không bằng cái giá tôi báo, tôi tặng cho mọi người một chiếc SH nha. Còn bạn nói thì tôi không tin nổi đâu nha, chia sẻ thật lòng. SH125 chỉ với 81 vít cho tới 89,9 vít xe trơn, đã bao gồm 10% VAT. SH160 98 vít cho tới 121,9 vít, đã bao gồm 10% VAT xe trơn. Future chỉ với giá là 33,5 vít cho tới 36,6 vít, đã bao gồm 10% VAT xe trơn. SH More chỉ rơi từ 57 vít cho tới 71,5 vít, đã bao gồm 10% VAT xe trơn. Quay Alpha chỉ rơi từ 18,5 vít cho tới 19 vít, đã bao gồm 10% VAT xe trơn. Vision chỉ rơi từ 32,6 vít cho tới 39,1 vít, đã bao gồm 10% VAT xe trơn. Quay Blade chỉ rơi từ 17,8 vít cho tới 20,1 vít, đã bao gồm 10% VAT xe trơn. Ngoài ra được quay số trúng thưởng giải thấp nhất 2 xị, giải cao nhất 1 vít nha, 100% trúng. Thêm một nón bảo hiểm chính hãng Honda nha. Tất cả chiếc xe Mr. Tin báo là ưu đãi giảm giá ngày mai 9 âm lịch để bà con mua nha. Ngoài ra mua góp trả trước 0 đồng cho tất cả các xe. Riêng ở đó 125, 160 thì trả trước 40-50 vít có thể lấy xe về. Không nợ xấu có thể căn cước hỗ trợ được. Nếu ngày mai bà con đến đây mà giá không được như vậy nha, tôi tặng cho bà con một chiếc xe, và tôi tặng luôn cho bạn một chiếc xe nha bạn nha. Cần thì nhắn vào đây, giờ kênh Mr. Tin, địa chỉ liên hệ, địa chỉ kinh doanh ở đây cho anh em nào cần nha. Các loại xe máy Honda, bạn biết cái xe nào mà rẻ nhất, rẻ tiền nhất và hợp để anh em chạy ráp, mua để chạy ráp không? Theo Mr. Tin, chiếc xe quay Blade chỉ có 17,8 vít, đã bao gồm 10% tới giá trị gia tăng, là anh em có thể lấy xe về. Anh em cả góp thì sao? Cả không đồng vẫn được, không nợ xấu có thể căn cước là hỗ trợ được, lãi suất ưu đãi. Đây là chiếc xe rẻ số 1 ở Việt Nam, cực kỳ tiết kiệm xăng, 1 lít chạy được 5-60 cây, hợp với anh em chạy ráp nha. Anh em nào mà chạy ráp thì nên liên hệ ngay cho Mr. Tin để lấy chiếc xe này về nha. Em cần thì nhấn vào đây, vào kênh Mr. Tin, địa chỉ liên hệ, địa chỉ kinh doanh ở đây. Cái giá này Mr. Tin chỉ để ngày hôm nay cho tới chủ nhật tuần này thôi nha. Chiếc này đáng để anh em mua chạy ráp, thật sự. Chạy ráp, chở tôm hay là giao hàng ABCD nên mua chiếc xe này nha. Có một chiếc xe tay ga hạng sang tuột giá thê thảm, anh em nên biết, và chỉ có 7 chiếc duy nhất cho anh em mua liền đi, đặt cọc mua liền đi, là SH More nha. Thì SH More hiện tại bản tiêu chuẩn thấp nhất Mr. Tin đang có một chiếc giá là 57 vít nha, chỉ với 57 vít thôi. Còn bản cao cấp thì 68 vít, bản đặc biệt thì 69 vít nha. Cho anh em nào cần liên hệ ngay và gấp cho Mr. Tin nha. Ok, góp là không cần trả trước đồng nào luôn, không nợ xấu có thể căn cước là hỗ trợ được. Với 57 vít một bản tiêu chuẩn cho anh em. Cần nhắn lại và kênh Mr. Tin, địa chỉ liên hệ, địa chỉ kinh doanh ở đây. Áp dụng cho tất cả anh em miền Đông, miền Tây, miền Sài Gòn, áp dụng hết nha. Chỉ có 7 chiếc duy nhất xe Honda Việt Nam mới đưa về, chính thức ngày mai bán. Anh em nào muốn cọc để cuối tuần lấy thì phải liên hệ gấp nha. Không có nó như nó nói đâu anh em. Ok, rồi ý nói là tôi nói xạo vậy đó đúng không? Giờ tôi nói lại một lần nữa à. Đó, 125 đời 2023, giá hiện tại 88 cho tới 105,5, giảm 7 vít cho tới 15,6 vít, chỉ còn 81 cho tới 89,9. Còn SH160 á, giá thấp nhất hiện tại là 107 tới 134,5, giảm 9 vít cho tới 12,6 vít, chỉ còn 98 cho tới 121,9, đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng nha. Xe mới zin đưa từ Honda mới về nha, đời 2023 luôn nha. Ok, thì chia sẻ với bạn như thế này. Tới thời điểm này là ngày hôm nay Honda Việt Nam, tôi đang nói là Honda Việt Nam nha, không có bán bất kỳ chiếc xe Supreme nào tại thời điểm này tại Head Honda, hay có kế hoạch bán Supreme
nào tải hết Honda à, là Honda Việt Nam. Còn Honda ở đâu thì tôi không biết, chỉ có thể chia sẻ bạn vậy thôi, còn chỗ khác thì tôi không rành. Ok bạn nha.